mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu xe nhỏ gọn cá tính nổi bật giữa đám đông rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc mà lại là nhập khẩu nguyên chiếc từ anh quốc chiếc mini cooper one sản xuất năm 2020 đăng ký 2021 cực kỳ đẹp một chủ từ mới làm bánh quãng đường 39.000 km đã trang bị cho chiếc xe hệ thống cam 360, cảm biến quanh xe, vành hoa, đèn tròn. Nội thất màn hình nguyên zin. Với những chi tiết của chiếc xe, nội thất bên trong được thiết kế trông rất là sang trọng và tinh tế. Nổi bật. Xe sử dụng khối động cơ máy xăng 1.5L Twin Power Turbo cùng với hộp số tự động là 7 cấp. Có các chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu chỉ 5,4 lít cho 100 km ngoại thất của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống uh, sơn si màu xanh nội thất à, màu đen với không gian ngồi trong chiếc xe là 5 chỗ ngồi đây là những cái đường nét chi tiết về hệ thống vành rồi là hệ thống nốp các chi tiết về sơn si ở sườn xe cũng như là các phần tay nắm cửa được mạ trôm cùng với các viền mạ tạo lên cái điểm chấn khi nhìn vào chiếc xe đuôi xe với những cái chi tiết hệ thống cụp đèn hậu được thiết kế như một cái lá cờ của Anh Quốc Đấy, tính năng an toàn thì nó sẽ có trang bị đầy đủ cả biến cam đuôi với cây không gian chứa đồ của chiếc xe này thì nó cũng chỉ là vừa đủ thôi nếu cần gia tăng thể tích thì mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai Đấy, những cái chi tiết về chất lượng khoáng cốc của chiếc xe anh chị và các bạn có thể để ý những phần lì ba chủ gần như là không có chở đồ lặng gì cả đâm ra cái hiện trạng ở phía cốp này nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao Kèo chỉ đình tán với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng như thế này thì anh chị và các bạn lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba để mình có thể check kiểm tra ngay đối diện cửa hàng thì đó đã có đơn vị bmw chính hãng để anh chị và các bạn có thể mang sang kiểm tra nhanh gọn thuận tiện trong quá trình đi xem xe đây là những cái chi tiết như là hệ thống keo chỉ này ở cánh cửa cũng như là phần táp ly. Bên trong nội thất của chiếc xe thì trang bị hệ thống ghế da màu đen với một cái không gian ngồi à, thoải mái cho ba người ngồi vừa đủ. Đấy. Những cái chi tiết về không gian phía sau đây. Từ những cái phần hèm cửa đến những cái chi tiết dập nổi của chiếc xe cũng như là các phần như hệ thống ngoàm cửa. Tất cả các chi tiết vẫn còn giữ được độ nguyên bản Chị các bạn thấy cánh cửa nó rất là dày ạ đóng cửa chắc lịch và cái phần không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ có những điểm nổi bật nhất ở cái phần hệ thống khoang lái rồi là các phím bấm của chiếc xe được thiết kế nó cũng rất là độc lạ đây là những cái phần hệ thống đường led từ cái những phần cánh cửa đi vào anh chị và các bạn có thể khám phá cùng em rồi đến những cái phần bên trong của chiếc xe các chi tiết để các bác có thể đánh giá được là cánh cửa này có bị đâm pha hay bị thay thế gì không anh chị và các bạn có thể nhìn qua những chi tiết cũng như là cái độ hoàn thiện của chiếc xe đây Đấy, cánh cửa ốc bản lề tất cả các chi tiết quay rõ và kỹ anh chị và các bạn cần em hỗ trợ quay hay chụp như nào hay thông tin trả góp về chiếc xe này thì các bác có thể kết bạn Zalo em sẽ gửi thông tin cụ thể chiếc xe này thì hiện đang chào bán cho anh chị và các bạn trong cái khoảng giá 1 tỷ mốt Đấy, có thương lượng hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu đây là những cái phần như là hệ thống chỉnh đèn rồi là vô lăng này tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và phía sau thì nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số số km thực tế của chiếc xe đã lăn bánh kia anh chị nhé và đây là những cái phần như là hệ thống màn hình giải trí cũng như là hệ thống phím bấm chức năng, điều hòa, cần số của chiếc xe, những cái chi tiết thiết kế từ những các phần phím bấm, các phím chức năng của chiếc xe trông nó cũng rất là nổi bật và cá tính. Bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua cái khối động cơ máy 1.5 của chiếc xe với khối động cơ turbo này sẽ cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành khá là mượt mà cũng như cảm giác lái tốt, khung gầm chắc chắn đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể an tâm di chuyển trên những cung đường và cái mà cái thân hình của nó nhỏ gọn nên mình có thể là dễ dàng di chuyển trong các con ngõ ngách một cách dễ dàng và chiếc uh, mini one sản xuất năm 2020 đăng ký 2021 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 1 tỷ 130 triệu giá em vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu Thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe thì bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.